Ok, hello, xin chào tất cả bạn, lại là tôi Dũng Bựa đây. Và chào mừng các bạn đã đến với Banban Story. Câu chuyện về Banban. Thì cái con ban này nó có một cái màu xanh lè xanh lét luôn mọi người ơi. Đó, các bạn kia Bendy cũng là giống cái tên đúng không? Mang cái cặp màu hồng nữa chứ, quá là dữ luôn. Honey. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi thôi. Let's go. Lên xe nào. La 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 la. Hello. Đồ flamingo mọi người. Cái tiếng gì vậy? Giữ shift để chạy nước rút. À, chúng ta giữ shift để có thể chạy nhanh hơn. Thì đây là một cái khu gì tôi không biết được mọi người. Nhưng mà chúng ta sẽ đi lấy cái nút bấm này. Có vẻ như chúng ta cần pin đó. Đi kiếm pin thôi. Ồ, một cái thẻ màu xanh. Cái tiếng ghê quá vậy. Holy moly. Nhấp vào cái nút ở trên tường. Nhấp vào cái nút ở trên tường để gửi máy bay không người lái tới. Ui, cái tiếng. Con gì thế kia? Cái con gì màu hồng vậy? Ồ, ồ. Ồ. Có đèn rồi, có đèn rồi. Cái trứng màu xanh. Nhặt 6 quả trứng mọi người ơi. Này, trứng này, trứng này. Ok. Ở đây nữa. Rồi, đủ 6 quả trứng rồi. Ui. Cái gì vậy? Cái con gì vậy mọi người ơi? Con gì màu xanh vậy ta? Rồi tại sao tôi lại cầm cái máy này hoài vậy? Hey. Có đường đi. Ui, 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 ui. Ôi 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 ôi. Ôi, chúng ta phải mở cái gì á. Ôi xong. Tìm thẻ chìa khóa màu vàng. À, bây giờ chúng ta sẽ đi kiếm cái thẻ màu vàng để mở cái cánh cửa kia mọi người. Ôi, có một bạn tìm được cái thẻ màu vàng rồi. Cái thẻ màu vàng để mở ở trong đây nè. Đó. Bấm cái nút gì trong đây nè. Rồi xong rồi. Cái nút này để mở cái gì? Ở đây nó có 2 cửa nữa. Tìm búa và đập vỡ cái khúc gỗ đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi kiếm cái búa. Cái búa bạn này có rồi nè. Ô, cái búa trong đây mọi người. Rồi nhanh 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 nào. Cái con quái vật kia là mất tiêu rồi. May quá may quá. 1 cái, 2 cái sau. Ok đi tiếp nào. Chúng ta sẽ nhảy lên đây. Ôi. Hoàn thành câu đố. Ok. Ừ. Một bạn chết rồi. Holy moly. Tôi là màu gì? Này màu xanh nè. Màu xám nè. Ừ. Mở được chưa? Ui ui ui. Bấm vô cái nút. Nhanh nào. Coi chừng. Ok qua được rồi. Trời ơi con kia nó dí mọi người ơi. Tìm thẻ màu vàng. Màu cam. Rồi màu cam. Màu cam để thoát khỏi cái con Mr. Flame này. Là cái con đồ flamingo đó. À có một cái chỗ bấm ở dưới đây hả? Đâu bấm được đâu mọi người. Ồ ồ ồ ồ. Cái thẻ màu cam nó nằm ở đây. Trời ơi nãy giờ tự nhiên chạy mất tiêu. Holy moly. Rồi nhanh lên nào. Ok ok. Rồi. Tại vì nãy thấy cái con kia nó dí mọi người. Sợ quá bỏ luôn á chứ. Cái giọng của ai mà hú ghê quá vậy ta. Rồi thẻ màu cam đây. Mở thôi. Mở thôi. Ok mở được rồi. Bấm cái nút. Bấm cái nút. Đó. Đợi chiếc máy bay nó bấm vào cái nút mới được. Ồ cái gì vậy? Ồ. Nó đưa cái gì lên đó mọi người. Yeah. Cái gì vậy? Ồ đưa mình xuống. Vậy là thang máy. Rồi chúng ta đã xuống được từng hầm. Và tầng hầm này tôi thấy ở dưới này là máu hay là nham thạch vậy? Tôi nghĩ là máu đó mọi người ơi, không phải nham thạch đâu. Mà cái tiếng la, cái tiếng hét rất là ghê nha. Đánh bại rồi. Bố lão, cố lên. Nè. Đánh bại Banban mọi người. Banban là cái con quái vật màu xanh như thế này đây. Ui da, tôi sắp hết máu rồi. Ui, nó dí tôi. Ừ. Ui, bạn kia giết được rồi. Hay. Nhưng mà tôi không sống được luôn. Sao mà đỡ được. Nghĩ luôn không có Banban cái gì hết trơn á. Cuối cùng thì chỉ có một người sống sót mà thôi. Cái con Banban này nó cũng giữ y chang là Poppy Playtime với lại cái con gì mà Rainbow Friend đó mọi người. Đó, người bạn cầu vòng đó, nó cũng giữ y chang nhau thôi. Bựa thiệt chứ. Ok, và chắc video của tôi đến đây là hết rồi ha mọi người. Các bạn có thấy video này hay không? Nếu mà hay á thì hãy để lại cho tôi một like và một subscribe nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tôi là Dũng Bựa của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc các bạn có ngày tốt lành. Bye bye.